công kích cả tham nhũng lẫn người chống tham nhũng. Trong tuần trước, chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đã có một số sự kiện nổi bật. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 11 năm 2018, cơ quan điều tra đã bắt và khởi tố ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng BIDV trong vụ án liên quan đến các sai phạm của ngân hàng đó. Ngày 30 tháng 11, hội đồng xét xử đã tuyên án 92 bị cáo trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ có liên quan đến một số cựu cán bộ của ngành công an. Trong tuần qua, một số tổ chức, cá nhân chống đối, mà nổi bật nhất là hai nhóm diễn đàn xã hội dân sự và hội nhà báo độc lập đã khai thác sự kiện này để tuyên truyền chống chế độ, chủ yếu theo ba thông điệp. Theo thông điệp thứ nhất, họ phàn nàn rằng chiến dịch chống tham nhũng xử lý chưa nghiêm để lọt nhiều quan chức. Chẳng hạn Phạm Đình Trọng kể dấu hiệu tham nhũng của ông Tất Thành Cang, Phạm Chí Dũng kể dấu hiệu tham nhũng của các ông bà như Võ Kim Cự, Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Sĩ Quý, Trương Minh Tuấn, Phùng Ngọc Nhạ là những người chưa bị truy tố. Thường Sơn viết rằng, trong suốt chiến dịch chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chưa từng nhắc tới vụ Thủ Thiêm, dù từng được các cử tri hỏi về vấn đề này. Qua đó, họ tuyên truyền rằng, thay vì chống tham nhũng một cách công tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang bao che cho những người cùng phe với mình và bắt những người ở phe khác. Trong buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm ngày 24 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm chủ yếu nhằm mục đích răn đe, cảnh tỉnh, vì ta chẳng mong gì phải thay đổi cán bộ. Giả sử, đổi một nửa cán bộ phải thay thì lấy ai làm, có thay kịp không? Vì vậy, trong thông điệp thứ hai, một số cá nhân chống đối đã viện vào phát ngôn này để tuyên truyền rằng Chủ tịch Trọng không thực sự quyết tâm chống tham nhũng. Chẳng hạn Lưu Trọng Văn viết rằng, chính phủ phải nhân văn với dân thay vì nhân văn với quan, rằng nếu biết chiêu hiền đãi sĩ trong dân thì chính phủ vẫn có người tài, dù thay 100% quan chức. Nhân đó, Văn đòi thay đổi cách thức chọn lãnh đạo đất nước để thực hiện việc chiêu hiền đãi sĩ nêu trên. Trong thông điệp thứ ba, họ đòi thay đổi thể chế chính trị để gia tăng hiệu quả chống tham nhũng. Chẳng hạn, ngoài ý kiến vừa nêu của Lưu Trọng Văn, Phạm Đỗ Chí đã nói trên BBC tiếng Việt rằng phải đổi mới lần hai, cải cách được thể chế một cách dân chủ thì mới cải cách được kinh tế cho giai đoạn mới. Nhìn tổng thể, giới chống đối đang tập trung công kích cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay vì chỉ công kích các quan chức tham nhũng và thể chế chính trị nói riêng. Họ cố tạo ấn tượng sai lệch rằng chiến dịch chống tham nhũng chỉ giúp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung quyền lực, chứ không giúp cải thiện bộ máy nhà nước. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi xin đưa ra hai ý kiến. Thứ nhất, các nhà dân chủ nên thừa nhận một cách thực tế rằng tình trạng tham nhũng ở Việt Nam đang được khắc phục dần trong những năm gần đây. Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, thì chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI của Việt Nam trong năm 2017 là 35, xếp hạng 107 trên 180 nước. Trong khi đó, chỉ số của Việt Nam trong năm 2016 là 33, xếp hạng 113 trên 176 nước. Như vậy, trong năm ngoái, Việt Nam đã tăng 2 điểm và 6 bậc trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, một số nước dân chủ đa đảng trong khu vực cũng đang có chỉ số CPI thấp hơn Việt Nam. Chẳng hạn trong năm 2017, Philippines thấp hơn Việt Nam 1 điểm và Myanmar thấp hơn Việt Nam 4 điểm. Cần nhớ, Philippines vừa là đồng minh của Mỹ, vừa có đa đảng từ nhiều năm nay. Còn Myanmar được giới dân chủ xem như là một huyền thoại về cải cách thể chế. Các tổ chức như Voice và Việt Tân đã tổ chức nhiều khóa huấn luyện về dân chủ, đa đảng ở cả hai nước này. Qua các dữ kiện trên, có thể thấy chế độ đa đảng không phải là liều thuốc thần để chữa tham nhũng. Thứ hai, chúng tôi tin rằng việc thay 100% quan chức như ông Lưu Trọng Văn đề nghị sẽ không làm đất nước tốt hơn. Bởi quan nào thì dân nấy và ngược lại. Muốn thay đổi cơ chế hành xử, thói tham nhũng của công, cần phải có lộ trình với mục đích cải tiến bộ máy, duy trì hoạt động bình thường và tập cho quan lẫn dân quen với hành xử công minh. Cổ suý thay 100% quan chức sẽ khiến xã hội rơi vào tình trạng hỗn loạn, vì được sự quản trị bởi những người thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm, thiếu gắn kết. Vì vậy, mọi quá trình cải tổ đều cần diễn ra từ từ và có tính kế thừa để không làm mất tính liên tục của quốc gia. Những ý tưởng cách mạng của ông Văn tốt nhất là không thành hiện thực. Việc tấn công vào một con người đang nỗ lực chống tham nhũng, quyết liệt cải tổ bộ máy, xuyên tạc bóp méo động cơ chống tham nhũng trong khi rõ ràng là cả hệ thống chính trị và người dân đều nhìn thấy sự thật hiển nhiên trước mắt, chỉ càng khiến cho các cây bút nhân dân đấu tranh dân chủ, chống tham nhũng, yêu nước, nhân sĩ trí thức càng trở nên vô liêm sỉ, mất tư cách, mang tâm thế kẻ phá hoại bất chấp thủ đoạn mà thôi.